Xin chào tất cả mọi người nhé, lại là mình đây các bạn ơi. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh cá bè màu của mình nha. Là đầu tiên là mình xin được phép hỏi các bạn có khỏe hay là không, và cá bè màu của các bạn như thế nào rồi. Mùa mưa tới nha các bạn, mùa mưa tới và theo mình được biết thì năm nay cái diễn biến thời tiết sẽ rất là phức tạp đó. Vậy điều đó có ảnh hưởng đến cái đam mê của tụi mình hay là không? Xin thưa là có nha các bạn. Tại vì mưa quá mà nắng quá thì cá bè màu nó sẽ hay bị nhiễm một số loại bệnh. Tuy nhiên các bạn nuôi kỹ, các bạn chăm cho nó thiệt là ok, thuần nước đồ đó, nhiệt độ nè, ánh nắng nè, ánh sáng nè, độ pH rồi muối đồ vân vân thì sẽ không sao đâu nha các bạn. Rồi quay trở lại vô chủ đề chính là các bạn, Full Red BDS chống kỳ trên bự chà bá lửa như trong hình, như trong video nha. Và máy đuôi đỏ kỳ trên cũng bự chà bá lửa như vậy luôn. Một cặp này 70k nha các bạn. Mình có Full Red loại kia, kỳ trên hơi nhỏ hơn chút xíu thì mình bán 50k một cặp. Còn loại này là mình bán 70k một cặp, 7 lần 5, 35. Các bạn được free ship luôn khi mà mua combo 5 cặp hay các bạn. Trống và máy là như trong video. Ví dụ như các bạn mua, các bạn sợ mình cháo cá hay như thế nào đó thì có thể kêu mình quay video trước khi các bạn bắt nha các bạn. Các bạn có thể yêu cầu là bạn quay video cho mình trước khi đóng cá, mình sẽ sẵn sàng nha. Blue Tazan 30k một cặp nha các bạn. Đầu xanh lè xanh lét như thế này rồi nè. Và máy là bầu bì, bầu có chữa có đầu hết rồi nha. Vậy là đón chào một lũ cháu con. Blue Tazan thì nói chung dễ nuôi lắm các bạn. Hồi trước mình cũng có làm Blue Tazan nhưng mà một thời gian đó mình không làm nữa. Cái bây giờ mình làm lại thì mình mới có cá đây thôi. Và Blue Tazan này mình bán giá hữu nghị 30k một cặp, 5 tặng 1 ha các bạn. Rồi đỏ lỗ tai xanh dòng của mình tự lai tạo ra nha các bạn. Red Dumbo mình bán 40k một cặp. Về các bạn đổ ra là cá nó sẽ như thế này nha các bạn, nó không có đi nữa đâu. Mình đổ như thế này là cá nó sẽ không có tiến thêm nữa, nó không có lai thêm nữa đâu. Đổ ra là nó chống với máy, nó sẽ như thế này luôn. 40k một cặp, các bạn mua 5 mình tặng cho các bạn một nha. Red Dumbo dòng mình lai tạo ra. Họ ai thích đỏ đỏ xanh xanh, dạ quang đồ thì ghé lựa. Còn đây HB Red Rose 50k một cặp, 5 tặng 1, 10 tặng 3. Giá cũ. Bữa hôm mình có lên một clip cũng là 5 tặng 1, 10 tặng 3, cũng là HB Red Rose, kỳ trên to như thế này, đỏ như thế này luôn và lưng đỏ luôn nha các bạn. Mình đỏ lưng đỏ, mỏ đỏ luôn các bạn thấy không. Và cá máy là đuôi đỏ, kỳ trên cũng đỏ, cũng bự nha. Có một số dòng là cá máy kỳ trên nó không có đỏ đó, thì cái dòng đó nó tương đối rẻ hơn so với dòng này. Dòng này thì mình bán 50k một cặp, 5 tặng 1, 10 tặng 3. Quá đẹp, quá dễ thương luôn. Và mình còn khoảng 50 cặp như thế này, các bạn nhanh tay lựa chọn. Hôm trước mình có lên, mình cũng có bán khoảng vài chục cặp á, bữa nay mình lên tiếp nè. Và mình cập nhật tình hình giá cả cho các bạn biết luôn để các bạn dễ dàng lựa chọn. Các bạn mua về làm giống đó các bạn. Các bạn nên bắt cái dòng kỳ trên nó màu đỏ, khi mà nó đẻ ra thì cá BDS đẹp, ép muôn màu đỏ nó cũng là ok nữa ha. HB Zalo luôn nha các bạn ơi. HB Zalo này mình bán 40k một cặp thôi, 40k một cặp và 5 cặp là 200k. Mình bớt giá xuống, mình không tăng cá nhưng mà mình sẽ đao giá xuống là còn 40k một cặp nha các bạn. Và combo 5 cặp là 200k đó nha các bạn. Mình bữa trước mình bán 50k một cặp, bữa nay mình bán 40k thôi. Và mình cũng không còn nhiều nữa, mình còn khoảng 15-20 cặp HB Zalo như thế này thôi. Các bạn mà các bạn thích có thể bắt về làm giống thoải mái, khỏi suy nghĩ gì hết luôn. Cá là mình ghép trống rồi luôn nha các bạn. cá máy như trong hình, bụng bự gì đó, về dọn ổ cho đẻ thôi. Với HB Zalo các bạn nuôi cái nền hơi tối chút xíu nha các bạn, để cho màu sắc nó đậm đà hơn thì các bạn nuôi cái nền hơi tối một chút. Đó là lưu ý khi mà nuôi cá này, chứ mắt đen cũng dễ lắm các bạn ơi. Rồi HB Blue thì mình quay cái nền nó trắng, nó ở ngoài sáng, mình quay cái nền trắng như thế này nè các bạn, thì các bạn thấy nó hơi đen, nó giống Super Black ha các bạn, nó giống Full Black nhưng mà không phải nha. Đây là HB Blue, các bạn chiếu đèn từ trên xuống thì các bạn sẽ thấy rất là đẹp. Đó, như mình nói đó, màu xanh Everton, màu xanh đậm đó các bạn, sẽ rất là đẹp nha. Và mình cũng bán giá là 30k một cặp luôn, 5 tặng 1 cho các bạn. Và cuối cùng mình giới thiệu cho các bạn là gồng xanh Indo. Gồng xanh Indo này mình bán 50k một cặp, 50k một cặp, 5 tặng 1 cho các bạn. Mình trước là mình xả một cái đợt là mình bán trio, bây giờ mình không bán trio nữa, mình bán combo 5 tặng 1 và một cặp, như vậy là 50k hai các bạn. Các bạn yên tâm nha, khi các bạn mua, các bạn sợ cá nhiễm thì nhiễm đỏ rồi đó, thì các bạn cứ mua xong các bạn nói bắt cho tôi thì quay phim, ok thì gửi hàng, không ok thì thôi, vậy cho đỡ mất lòng nhau, cá thì bầu hết rồi nha, các bạn cứ yên tâm. Rồi hôm nay mình dừng video đây các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau, mình sẽ tiếp tục cập nhật giới thiệu cũng như chia sẻ về cái đam mê cá bảy màu, đam mê nuôi guppy của anh em tụi mình. Thì mùa mưa tới rồi nha các bạn, các bạn nhớ lưu ý là đậy đệm cá đàng hoàng. Rồi chúc tất cả các bạn sức khỏe, chúc tất cả các bạn thành công. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nè. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại nha.